hôm trước thì mình đã sang được 21 một multi mọi người, và ngày hôm nay mình sẽ cùng với hành trình bên MMO trong vòng 30 ngày nha. Và lần này thì mình sẽ không ăn một trái ác quỷ nào hết. Tại vì sao? Tại vì mình đã mua được cái trái đó ở trong cái cửa hàng, đó chính là trái phân tách các bạn ạ. Wow. Ok, thì trái này nhiều bạn vẫn chưa biết là cái trái này nó có tính năng, đó chính là bất tử các bạn ạ. Wow, các bạn không nghe nhầm đâu, bất tử đấy các bạn ạ. Ok, thì là bất tử thôi với một số vũ khí thôi nha, chứ không phải bất tử hoài nha bạn ơi. Đấy, ok nha mọi người, thì nói chung là trái phân tách này nhiều bạn đã biết rồi. Ok, thì nó hoàn toàn bất tử với vũ khí kiếm nha các bạn. Đấy, với smoke nha các bạn. Ok. Rồi, thì cái phân tách này thì mình sẽ gọi là đem cái trái phân tách này trong thời gian hôm nay mình đi sang multi các bạn ạ. Đấy, và đỡ coi thử liệu cái trái phân tách này nó có bá ở trong khi mình đi sang multi không nha. Đấy, nhưng mà mình nghĩ sẽ rất là hấp dẫn này. Đấy, ok mọi người, và trước khi vào video này thì là mình nhớ không nhầm thì lần trước thì mình có tặng một cái mini game tặng mọi người trái lê bắt đường viễn các bạn, thì mình đã tìm được mẹ ở dưới phần bình luận rồi, và mình đã tặng cho mẹ trái lê bắt đường viễn rồi nha các bạn ạ. Ok nha, và ở trong video này thì cũng vậy nha mọi người, vẫn có một cái mini game tặng mọi người, nhưng mà lần này thì mình sẽ mini game tặng mọi người cây Juju nha mọi người. Ok nha mọi người, và làm sao để tham gia để nhận được cây Juju của mình nhé, thì đầu tiên các bạn đừng quên bấm like cho video này nha, và trả lời một câu hỏi ở cuối video này nha các bạn ơi. Rồi, và còn bây giờ thì mình sẽ vào hành trình luôn nha các bạn. Và trước khi vào hành trình ngày hôm nay thì mọi người kéo xuống, mọi người kiểm tra cho mình nút like nó có bị hư không nha mọi người, nhưng mà mình nghĩ nó không bị hư đâu, cho nên mọi người kéo lên xem video này tiếp nha mọi người. Ok nha, với lại các bạn cũng đừng quên ban gaming no lock sẽ có thứ bạn cần đấy nha mọi người ơi, và nơi đó ở đâu chắc chắn các bạn đã biết rồi đó. Ok, và còn bây giờ thì chần chờ nữa vào video thôi. Lâu quá không đánh admin các bạn, thì hôm nay thì có bạn gọi là bạn ở trong Discord mình gọi là lượm được cái cốc các bạn. Bây giờ muốn admin luôn các bạn ơi. Nhưng mà muốn admin thì mình cũng không được gì hết, mình chỉ được lên Believer thôi mọi người ơi. Ok, tại vì mình có đầy đủ của admin hết rồi mọi người ạ. Ok nha mọi người, và mình nghĩ là hành trình ngày hôm nay mình sẽ đi lấy một cái món gọi là vũ khí mới bạn ơi. Đó chính là gì ta? Mỏ neo các bạn. Đấy, mình chưa có cái mỏ neo cho thợ săn của chúng ta các bạn. Mình xem lại thôi coi mỏ neo cần gì nha. Phải cần nhiên liệu, mình chưa thiếu 500, mình cần có 500 quái vật thôi là mình sẽ gọi là đi có một cái mỏ neo các bạn ơi. Mình thiếu hai con mắt và lại bốn cái cánh điện các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi săn nó luôn nha các bạn. Đang đi farm mấy nhiên liệu thì ai ngờ đâu nó ra cái đảo ăn luôn các bạn ạ. Cho nên là phải đánh luôn mọi người ơi. Nhiên liệu của mình thì hai con mắt các bạn, còn mà con mắt thì phải quấn cá mập các bạn, với lại cái cánh nữa mọi người. Ok, thì bây giờ mình chỉ cần hai cái đó thôi, mình sẽ gọi là quấn hai cái đó để lấy nhiên liệu để đổ cái bảng mỏ neo mọi người ơi. Ui xuất hiện cá các bạn ạ. Ui trời ơi, ok xuống quánh nắng bạn ơi, ngon. Ôi trời ơi. Mà nhắc tới cá thì mình lại sực nhớ có một tựa game gì đó tên cá Fit Class, cá lớn nuốt cá bé các bạn ạ. Mẹ ở trong thế giới này các bạn sinh tồn không hề dễ dàng nha bạn. Khi bạn lên level càng cao của con cá của mình thì các bạn bị phát hiện rất là cao luôn các bạn ơi. Cho nên mình phải chạy trốn mọi người. Ui ai ngờ dưới đây nó có cục gì này nè. Nhận được một cái kỹ năng các bạn ạ. Ngon. Ui chiều ba quá các bạn. Ngon ra bạn có thể phát hiện ra mấy cái bình thủy tinh nha. Ở trong mấy bình thủy tinh này các bạn sẽ nhận được một cái kỹ năng ấy, nhưng mà đây mình nhận thì xem xét này. Hai thằng niên đánh nhắn nhau trời ơi đi luôn. Ai mà chưa hết đâu các bạn. Ở trong thế giới này chúng ta các bạn sẽ gặp những cái vòng xoáy bất kỳ các bạn đó, ngẫu nhiên mình vào lạc. Ui cái gì vậy, chết cha rồi, gặp bố cái mình voi này các bạn, thôi to rồi mọi người, cứu tôi các bạn ơi. Ui rồi trời ơi, cái cục gì đây, lượm cái coi. Ui mình được cái tiền kỹ sắm xét các bạn rồi, thẻ cho nó cục bơm quá dễ các bạn. Mình chỉ cần tiêu diệt con bố đó thôi là mình sẽ trở thành con bố đó luôn các bạn. Đấy, con này nó có tính năng hút ngon lắm các bạn ạ. Mà lần này nghe nói có độ bốc thăm khá là ngon nha các bạn, được cái xịn lắm nha mọi người. Đấy thì nhưng mà hơn thì được cái xịn hơn các bạn, khá nhắm voi mọi người. Ui rồi thế thì còn chần chờ nữa, tại ngay phía cái lớn nó cái bé ở dưới mô tả cũng như bị lửng nha. Ơi anh ra được đôi mắt rồi. Ok ngon rồi, xong liver mắt luôn. Cuối cùng thì một hồi nhờ bạn ở trong Discord của mình thì nói chung cũng đã giúp mình gọi là đủ cái nguyên liệu để đổ cái gọi là cái bản gọi là gì ta, gặp cái bản mỏ neo rồi mọi người ơi. Đấy, bây giờ thì mình phải đi gặp một con cá nữa mọi người ơi. Đấy, mình phải gọi là đổ sang mỏ neo này, rồi mình phải quýnh con một con cá mập nữa. Đấy, hình như là 295.000 máu hay sao mọi người mới ra mỏ neo các bạn ạ. Nó rẻ ra con cá nữa kìa, nhưng mà con cá này. Ê, nhưng mà cái view 500 của anh nó spawn kìa. Có nó này nè. Con nó có cái đuôi nè. Cái đuôi. Ê, anh còn ngăn máu. Ok rồi xong luôn rồi, nó hút anh mất rồi. Mày đuôi con cá mập đi. Ê anh được không kìa? Được rồi. Được rồi. Mở neo cá mập. Ok rồi lụm. Yeah. Trời anh tưởng không được rồi chứ. Tưởng không được, ai ngờ hóa ra là cuối cùng sau 3-4 tiếng, 5-6-7 đến tiếng 9-10 tiếng thì cuối cùng mình cũng đã có cái mỏ neo mà quá cái nồi chứ. Trời ơi. Ok thì nói chung là đi sang multi thứ kết hợp với cái trái phân tách này với cái mỏ neo này như thế nào, hãy chắc nó liệu nó có bác không, hợp với lại ngày hôm nay mình sẽ đi đổ tập cái khác nha. Bây giờ trước khi muốn tăng nhân phẩm thì bạn đừng quên bấm like cho video này nha mọi người. Ok bấm vô. Ok bấm rồi đúng không? Bấm rồi. Bây giờ mình không random ra. Random ra tập cá là các bạn đã bấm rồi nha, còn không random ra tập cá là các bạn là sao là thế thì sử dụng sức mạnh Rubik. Cá rồi. sử dụng sức mạnh Rubik nó khác ngay. Ui giời ơi. Ok thôi bây giờ đi farm thông thạo. Ê anh sử dụng gót Ubi ngu ngươi. Oh shit. Còn boss nữa không? Nếu mà giờ anh muốn có boss thì anh phải dùng sức mạnh đầu tiên. Sức mạnh đầu tiên thôi. Em có thể bấm like cho video này để có boss không? Có anh. Rồi bấm rồi kìa. Em vừa bấm cái boss kìa, thấy chưa đấy? Bảo rồi. Anh lo. Chúc lo. À đây rồi, đây bít mèo. Rồi, đủ rồi. Ok, lên. Rồi, tiếp theo.
Ok, đây rồi, mình phát hiện một con boss La Mong ở đây. Ha, cuối cùng bây giờ hiện tại là mình chuẩn bị sắp 350 thông thạo các bạn ơi. Cuối cùng thì mình đã lên được cái chiêu cuối cùng của cây mỏ Snail ở đây các bạn ơi. Let's go. Thì cây mỏ Snail này như thế nào thì bây giờ như thế này, bạn nào chưa biết thì mình nghĩ là mình sẽ cho mọi người biết luôn. Chú ít nè, lao tới nha. Rồi, búp lên đập xuống. Đấy, 4000 đam thôi. Đấy, còn chưa chết thì quay thì đập xuống thì bao nhiêu? Ui, 5k6, 5k4 đam. Ok. À, bây giờ mọi người để ý không? Với cái trái phân tách này mọi người để ý cái chuyện gì không? Đấy, hiện tại con quái sau lưng mình nó dùng cái vũ khí bằng cái gì đến ba vậy đó. Ừ. Nhưng mà không biết, nhưng mà bây giờ nói chung là quýnh mình nó làm cái này dùng tất cả mọi chi mọi thứ thì nói chung là người mình đều phân thân nha bạn. Đấy. Rất là được luôn, rất là được luôn bạn ơi. Ok. Và còn bây giờ thì đấy, sẵn một tùy thôi. Với lại mình sẵn ép cái cây mỏ neo này lên 1 sao luôn nha các bạn ấy, để cho gọi là tối đa sát thương các bạn. Quá mạnh luôn nha mọi người, lắp luôn. Đó, ok, tăng thêm 7% gọi là sát thương cho cây mỏ neo này mọi người. Ok, bây giờ thì trong chân chơi nó đi sẵn một tùy thôi. Bây giờ nha, mình có thể là bắt tử với tất cả mọi loại kiếm nha mọi người. Đấy, cho nên là cũng khá là được luôn mọi người. Đấy, ôi dồi cái gì đây? Ôi dồi ôi, dùng kiếm à. Ấy da, mọi người thanh niên kia dùng cái gì mà đinh ba rồng luôn mọi người đấy, nhưng mà mình có bị làm sao đâu. Đấy, ăn được bao tiêu luôn rồi, quá ngon các bạn ạ. Đấy, ui, còn quá trời đông luôn rồi, mưa với Persia thôi mà để thấy bb mọi người ơi. Với lại lần này mình đổ sang mấy cái server mà có gọi là kiểu như nó không bị lag các bạn, chứ lần trước á mình đổ sang mấy server nó cứ bị làm sao ấy, cứ hơi lag mọi người. May là bây giờ lâu lâu có mình đổ mấy cái server mà nó không bị lag, cho nên là bb rất là mượt các bạn ạ. Ở đâu mình đi sang bao tiêu cho bb nó khác các bạn ạ. Ui ôi, mấy quét rồi, thanh niên bị dính các mọi người. Mình ném cái cây mỏ neo một phát thôi lại đam gọi là một đống các bạn. Đấy, bây giờ có cái cây mỏ neo này thì như cây mỏ neo này nói chung là chiều nó cũng khá là dễ xài các bạn ơi. Ôi trời, xong rồi dính thằng Mochi rồi các bạn ơi. Ây da, ui ôi may quá, thanh niên kia lại cứu mình các bạn, nhưng mà không sao. Ui ôi, Mochi à, Mochi lém lên trời, nhưng mà nó dùng kiếm xuống thì mình có bị làm sao đâu, dùng đánh luôn đấy, ép luôn các bạn. Rồi xong, ok, một thằng rồi, 9k3 multi lên tộc mọi người, đông quá các bạn ạ. Có thanh niên kia biết tộc thì mình phải biến tộc luôn nha mọi người. Đây mình đi sang multi mà, cho nên là mình phải biến tộc các bạn ạ. Rồi mình sẽ ăn thanh niên gọi là tộc quỷ luôn, mọi người biết ăn được không, nhưng mà có lẽ là có thể ăn được. Ui ôi, nó chơi Mochi à. Ui Mochi này mọi người, nó dùng kiếm này đấy mọi người không, mọi người thấy nó dùng song đao không? Đấy, có bị làm sao đâu, có bị làm sao đâu. Ui nó yếu máu kìa, một tí máu kìa. Rồi đi đâu sao, đi đâu sao, rồi đi luôn. Ui giời, 16.000 multi. Ui tiếp theo là thanh niên này nha. Ui ôi, hình như thanh niên này xài, kẹt được cái sao, rồi gãy trọng lực nó đi luôn này. Ui rồi 9k3 multi, ok quá ngon luôn. Tiếp theo là thanh niên này đấy, đi đâu. Ui giời, ôi giờ lại thanh niên này ra Mochi các bạn. Nhưng mà đỡ coi, đâu coi nó combo đủ nha mọi người. Đấy, bay thì combo mượt đấy, bay lên này cao đấy, nhưng mà tí nữa là khi mà đập xuống thì nó dùng kim gì đây. Nó không cũng dùng, hình như nó không dùng được cái dao mọi người ạ. Đấy, dùng mình trúng rồi nhưng mà nó không trúng lắm. Ừ, ở sao thanh niên kia nó thanh niên kia dùng cái gì gạt trong lực các bạn mà nó hút mình không vào các bạn. Ảo ma thật đấy. Ôi giời ơi, thế thì đi luôn chứ sao. Ôi giời ơi, ai cha, nhưng mà như là vỏ cũng như là phù rút thì vẫn hơi đau nha mọi người ơi. Đấy mình, nhưng mà đa số là mấy cái kiếm mà nó cũng hơi khó chịu, cho nên là mình chỉ cần là né full kiếm thôi đấy. Thanh niên kia gồm gậy động lực đánh mình quá trời, nhưng mà vẫn có trúng đâu. Ôi trời, bất tử với tất cả mọi loại kiếm mà mọi người à, quá đẻ luôn. Ui các bạn ơi, ôi giời, thôi xong rồi, mình thấy thanh niên tập thay bố các bạn, nhưng mà tập thay bố này giờ làm sao, giờ làm sao. Ui giời, chặt lắc các bạn ơi, chặt lắc rồi mà không sao. Ui hình như thanh niên này xài cái ba rộng các bạn à, nhưng mà bây giờ sao. Đấy mình bắt nói chung là bắt tự mọi loại kiếm mà mọi người, cho nên là mấy thanh niên kia dùng kiếm thì cũng chịu thôi mọi người ơi. Đấy, ok quá ngon luôn các bạn à. Rồi bây giờ thì thanh niên này cũng đi đâu. Ôi giời, đường nào mình cũng ăn thanh niên này thôi mọi người. Này thì rồi ấy ra chạy nhanh đấy, nhưng mà này thì ui không trúng à. Ok rồi bây giờ thì đi luôn nè. Ok 1000 bao tí. Ấy cha, hình như là thanh niên chắc động kia lại sao. Ui quá trời, quá đông luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ để sao, nhưng mà bây giờ thì mình bắt tự với kiếm mà, cho nên là ui giời, đâu nha. Kiếm thôi, hình như thanh niên này biết mình bắt tự kiếm mà, cho nên là không còn xài kiếm được các bạn, cho nên là chỉ sử dụng fruit mới lỗi là mới mỏi gì ra vỏ ấy thôi. Ừ á, cho nên là với lại súng nữa. Ừ, cho nên là cũng khá là khó combo hết. Đấy, cho nên là khá là ngon nha. Chắc phân tách này đi gọi là kiểu như này nhiều người cũng ức chế lắm nha các bạn ạ. Tuy là nó bất tử vậy thôi, nhưng mà cũng có những lúc là mình gọi là cũng hơi bị đai nha các bạn ạ. Cũng hơi bị gọi là mấy thanh niên này đai được đấy mọi người. Ở đâu mình đai chứ. Ừ ấy, gọi gì vậy. Ui dồi, ui dồi thanh niên này. Ui dồi, ui dồi, thôi xong rồi, thanh niên này biết tập mọi người ơi. Thôi to rồi mọi người ơi, nhưng mà không sao, bây giờ chắc có lẽ là ấy ạ. Rồi ơi, ok rồi, xong rồi, mình chưa kịp chạy luôn các bạn ạ. Ôi giời ơi, cho nên là bây giờ khúc này là mình bị dính chiêu của hình như thanh niên này biết dùng chiêu, biết mình hoàn tất hay sao á, nó không tính muốn kiếm các bạn, cho nên bây giờ mình phải chạy mọi người. Thanh niên kia bật tập rồi, thôi xong luôn, mất 35.000 bao tiêu rồi. Ok mình xuống 21 M3 rồi mọi người ơi, sắp lên 21 M4 mà bây giờ 13 các bạn, nhưng mà không sao. Đây rồi, phát hiện hai thanh niên xài tái phật các bạn à. Đây rồi đấy, mọi người thấy nó xài phật không, nhưng mà nó giờ là xài phật thì nó có gì đặc biệt, nhưng mà nó đặc biệt nó cầm kiếm nó chém mình. Ây giời, mọi người coi nó chém mình này, mình không mất một miếng máu luôn nha mọi người. Mình lúc này mình quýnh solo với nó luôn, trừ khi nó dùng vỏ thôi các bạn, hoặc là dùng fruit chơi mà thôi. Đấy, nó dùng mỗi kiếm thôi thì nó không làm được gì mình, mọi người thấy không. Đấy rồi ơi,
dùng một kiếm thì bây giờ thì mình không làm được gì, mình thì mình bay thôi đấy. Ôi xồi ôi, 1.000 multi. Ủa nhưng mà cái file này tại sao cái màn hình nó bị giật cái đùng vậy ta, nên tự nhiên màn hình nó bị nứt cái ta. Ủa thì sao mình bị ra ta, một người bình luận phía dưới mình nha. Ui ôi, lúc này nha, mình gọi là định đẩu server để kiếm cái server khác đi xem. Ai ngờ một thằng nào xài trái bạn nó vô bạn, may là mình gọi là phát hiện kịp bạn ơi. Ôi ghê gớm, ôi xong đao á, xong đao này, xong theo thì bây giờ thì đi luôn rồi, xong đao thì đi luôn nha. Đấy trời ơi, 1.000 multi thấy chưa, cái trái băng bắp này nhìn vậy thôi chứ lật kèo cũng hơi cay à. Đấy mọi người thấy veo này nó dùng xong đao, mọi người ấy mình gọi là ví dụ nói chung là đánh thường cụ kiếm và chiêu cụ kiếm thì đều bất tử hết nha bạn. Đấy bất tử một lượt kiếm, kể cả gọi là triple zoru nha. Đấy chấp cả admin xài kiếm thôi nhưng mà xài mấy khác mọi người hết cú nha. Ok đấy, ủa nhưng mà chứ cái trái phân tách này, chứ các bạn kêu mọi người combo cái trái phân tách này chắc chắn là phải dùng chiêu phân tách rồi mọi người, mà dùng chiêu phân tách thì hơi khó nha các bạn, cho nên là có khi là dùng phát là bay bao ti ấy. Ui có thanh niên xài ở trong năm này nè mọi người, rồi thôi xong rồi ấy đây này thôi. Ui rồi đi đâu sai, ui rồi ấy bây giờ quá mạnh rồi mọi người ấy. Ui rồi mà công nhận là cây mở neo, cái chiêu của mở neo đúng khó chịu mọi người. Ui mình lên 21M4 các bạn ơi, quá mạnh luôn các bạn thề. Nói chung với cái combo này thì vừa là... rồi thông lại thanh niên trái băng nữa. Đỡ con nó làm gì đây, cho nó quýnh luôn rồi làm gì, combo sao. Ui hay quá nhờ, rồi xong đao rồi, hay quá rồi, hay quá. Ok rồi bây giờ thì đi luôn. Ui trời ơi, này thì xong đao chúng tôi, khi mà chuyển sang kiếm mà đánh thì có khác gì rồi đứng yên cho đánh đâu, đúng không mọi người. Ok quá đã các bạn. Đây mọi người, mình vừa phát hiện mấy thanh niên đang cũng bi nhau ở ngoài đây mọi người, cho nên quyết định là mình ra mình gọi là săn ké bạn ơi. Đấy rồi ấy à, ấy à, ui ôi cái gì đây ai chờ, thế mà cũng trúng các bạn nè. Ui rồi ế mà, ui rồi yếu. Ui rồi quýnh thường cũng ăn nữa mọi người, 12.000 multi quá dữ luôn. Cái gì đây ấy à, thanh niên dùng kiếm các bạn. Ôi trời thanh niên này lại dùng kiếm mọi người, thôi thế kiếm thì hết cứu rồi. Ấy à, kiếm hết cứu nha. Ôi, rồi đi đâu ấy à, chỉ có sử dụng fruit hoặc là gì đó thôi ấy, nhưng mà nó sẽ gọi là rất là ngon ấy, rồi đi luôn ấy. Rồi 17.000 bao tiên quá dữ luôn các bạn ạ. Ui ôi hình như mình ăn bao tiên, hình như thành 12 m hay sao mọi người ạ. Đây rồi, phát hiện một thanh niên ấy à, cái gì đây. Ui ôi Kitsune ở đâu, không thanh niên này đi mọi người, thanh niên này nửa cây máu này cho nên là mình sẽ chơi luôn ấy. Thanh niên dùng song đao à, chuyển sang song đao đánh mình các bạn, ai ngờ không được á, hay sợ ai ngờ mình lật luôn. Ui rồi thanh niên tiếp theo là thanh niên Kitsune này. Mà mấy cái Kitsune này nó xài mỗi fruit thôi các bạn, cho nên là cũng hơi khó ha. Đây rồi, ai cha, gì đây, Kitsune lạ, Kitsune hôm nay lắm Kitsune nha. À chắc là hồi bữa bán Kitsune mọi người, bây giờ thì sao combo mượt luôn. Rồi, nói quay luôn nè mọi người ơi, chật cha rồi, quay trượt mọi người không sao. Ném mình kêu luôn bạn ơi, đấy đam khá là to nha mọi người, chứ đụng đùi đâu, đấy, ui dồi đi đâu. Đi đâu, ui dồi, bây giờ đi đâu, ui dồi, bây giờ chiêu nó chưa hồi bạn, thôi xong rồi mình dính cái chiêu Kitsune của nó rồi. Nhưng mà không sao, vẫn dính được, vẫn chơi được. Ấy ra dùng kiếm à, ủa đâu, ui sổ đi luôn các bạn, 14.000 bao tiền quá dữ luôn các bạn. À, phát hiện mối hỗn độn bên này mọi người, ủa cái gì đây, ấy à, Songita thì mình cũng hơi sợ, nhưng mà bây giờ có lẽ là nó sử dụng, quan trọng nó sử dụng cái sổ móc của nó là gì mọi người ơi. Ấy à, ôi giời, song đao à, song đao thì hết cứu, ôi ôi. Đấy mọi người, cái phép rồi mọi người thấy tại sao nó ném cái song đao mình không đi đúng không, chắc chắn là mọi người đã biết rồi, nó bất tử chứ sao, ôi giời. Ai giờ thì bây giờ hình như thanh niên này không biết, ủa sao nó bị bắt tử vậy ta. Lật lần đầu tiên nha, lần đầu tiên mình bị gặp thằng, nói chung ở cái thằng nào FK đây. Đấy sẵn của nó thì mình kể cho mọi người, lần đầu tiên mình có gặp một thằng phân tách ấy, nhưng mà lúc đầu mình không biết cái trái đó phân, cái trái phân tách là nó bất tử. Ai ngờ một hồi mình mới biết là cái trái phân tách nó sẽ bất tử với một liều kiếm. Đấy cho nên là nó như thế đấy. Bây giờ thì đi luôn, nhưng không được đi vờ phải nồi ạ. Đây rồi, mình phát hiện một thanh niên gọi là xài gậy trọng lực các bạn, nhưng mình sẽ cho mọi người xem nha. Nhưng mà à đây mọi người thấy không? Đấy xài gậy trọng lực kìa mọi người thấy không? Đấy mình bị siêu nó luôn mà. Ui thanh niên kia bảo ủa cái gì vậy? Bị lỗi game hả? Ui ôi, chắc là như thế. Đấy, ok rồi. Này thì lỗi ta game luôn rồi. Ok, quá dữ luôn. Ok rồi. Ôi giời, đi luôn rồi. 1.000 bao đi. Ui giời. Tiếp tục là thanh niên này các bạn, thanh niên này lại cứ đu theo mình. Ok cho nên quyết định là mình sẽ cho thanh niên biết thế nào gọi là floaty ở phân tách các bạn ơi. À, già yếu máu kìa mọi người, nửa cây kìa. Nó dùng chiêu mọi người thấy dùng chiêu không? Đấy, dùng fruit thì mình còn đau, nhưng mà có lẽ mình bật tộc ké lên thôi có vẻ là hết đau, nhưng mà bây giờ mình quên bật mọi người, nhưng mà không sao, vẫn là bộ ti nha. Đấy quá đã luôn ơi, 21M8 luôn này mọi người, quá dữ luôn các bạn ạ. Đây rồi, đây nha, quá giờ thanh niên bên này luôn. Đây tiếp tục là thanh niên nào đây. Ui rồi emoji à, ui lắm emoji thế. Ôi da emoji à. Rồi bây giờ đợi xem nha mình canh combo nào cho đẹp mọi người xem khác cho nó là đã mắt nha. Ui rồi thôi xong rồi, có thôi mình rồi, emoji à. Ui rồi là chính emoji các bạn ạ. Ôi giời, may quá mình né được các bạn, hên quá. Này thì emoji với chúng tôi này. Ấy à, ui giời, vỏ thì mình cũng hơi rén, nhưng mà có lẽ là mình cũng hơi bị thấy rén thôi. Ấy à. Ui emoji né né các mọi người ạ. Tầm này là đông người lắm, mình chỉ cần đụng vô emoji phát là mình cũng đi luôn các bạn, chứ đùa gì đâu. Ừ. Đấy, rồi mở neo này đấy, ném vô đây nè. Ui không trúng miếng nào luôn kìa. Ok. Rồi tộc quỷ đó bạn, mình sẽ canh thanh niên nào không có tộc chơi nha mọi người ơi. À nè. Ấy da, gậy động lực các bạn, nhiều gậy động lực thế. Trời ơi, 100 gậy động lực thì cũng chả sao đâu nha các bạn ơi. Đấy. Ok đâu rồi.
đầu ta yêu máu thì yêu máu, thằng này ép kẹt này uống nó luôn, rồi ép kẹt thì uống nó luôn, không ngại gì mà không ăn các bạn, ngại gì mà không ăn. Ơ giờ kìa, ok ok, từ thanh niên này đeo đây, ok này thì ăn luôn rồi 86 bao tiền các bạn. À, tiếp theo là thanh niên ấy à, có thanh niên 27m các bạn, ok thử đỡ coi thử thanh niên 27m ở đâu ta, đi kiếm sang nó các bạn ơi. Ôi dạ, ấy dạ, ấy dạ, thanh niên này, ấy dạ, hầu như thanh niên này xài tộc gọi là tộc, tộc nó đang bật tộc các bạn ơi. Thôi xong rồi, mình không có bật tộc các bạn ơi, cũng hơi canh các bạn ạ, không biết ăn được không, nhưng mà chắc chắn có thể là ăn được, nhưng mà cũng có chắc chắn có thể là không ăn nha. Nhưng mà nó xài tộc gì ta, tộc người các bạn ơi, tộc này là đụng một phát là đi luôn, mọi người mình dính một chiêu của nó thôi là có thể là mình mất đi nửa cây đấy mọi người ơi, cho nên là mình phải né cẩn thận các bạn ơi. Đây 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 đây, ui ôi ui ôi 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 đấy ui, mình nó tàng hình cũng hơi khó chịu. Này này rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, ui rồi bay không tới các bạn ơi. Rồi không sao sao, đợi từ từ nha. Ơi ơi, nó tông biến xuống này, ui rồi hình quá, mình né được các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tranh thủ chờ chờ nó lén lén nó bay qua đây, mình sẽ xong người ta một phát là mình combo luôn nha mọi người. Không biết nó có được không chứ nó đang mặt tập, nó đang trên lợi thế của mình ấy, cho nên là mình cũng đang rất là gọi là không biết tính toán sao đây, nhưng mà bây giờ chắc chắn là chuẩn bị là mình ơi, nó lao kìa, nó lao tới rồi, đấy đấy đấy, nhanh, đây rồi, xin chiêu, xin combo ngay, đấy chưa, rồi quay quay rồi ném xong Goku, ui ôi ok bùm, ui rồi 17.000 bao ti quá dữ luôn đấy, ok ui hay mình ăn 22m19 các bạn, thanh niên hồi nãy 23m mình muốn phát xuống 22m19 ấy, mình lên được 21m9 các bạn, đấy quá dữ không. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, mình vừa đổ một server ở như hai thanh niên đang rượt bắt với nhau, để cho tôi chơi ké mấy bạn người này được coi như nào nha. Ấy giờ hình như có thanh niên kêu máu sao, ấy cái ké KS rồi, KS rồi, ngon, 89 màu tiên rồi, tiếp theo là mình ké luôn thanh niên này luôn nha. Đâu rồi, đánh luôn đi, đâu rồi. Ấy chà, như thanh niên sẽ bô tô, đúng rồi, nó sẽ bô tô, bạn cũng hơi khó chịu ha. Bây giờ đi đâu, ui ôi, chạy ở giữa thế nhờ, hình như thanh niên đang làm gì ấy, nó tàng hình rồi. Ấy à, mọi người thấy nó vừa xài cái gì không, nó vừa xài cái kiếm gì ta, kiếm của Mid Bum ấy mọi người, mà nó bắn bằng đâu xuống đâu mọi người, nó bắn siêu luôn. Này thì ở siêu không chết à, đây rồi ấy à, này thì ui rồi còn nữa cây các bạn à, thanh niên này chắc chắn là sẽ ăn được, ui ui rồi, nhưng mà hết chiêu rồi, nhưng mà làm sao nó còn một tí máu kìa mọi người thấy không, đấy tí máu kìa, ui rồi đi luôn rồi, 89 bao ti quá dữ các bạn à. Ai cha, giờ đây Kitsune lắm, Kitsune quá, Kitsune qua nhờ, nhưng mà bây giờ thì giờ sao, giờ thì đi luôn chứ sao, giờ thì đi luôn nè chứ sao. Ném cái bụi, mọi người công nhận cái cây mà ném, mọi người ném đúng sai luôn, với lại gọi là nó ảo lắm bạn, ném đâu cũng trúng các bạn, ảo lắm. Ôi giời ơi, tiếp tục thanh niên này, thanh niên đang làm gì đây, đây rồi em gọi quá trời bao tiêu luôn các bạn. Ây à, hình như thanh niên này bị ép cái gì ở đâu, mình vô mình cái ép hả, ui không kịp cái ép các bạn ơi, tôn ơi. Rồi hiện tại mình sắp lên 22m mọi người, mình chỉ còn 100km nữa thôi là mình sẽ lên các bạn ơi. Ấy à, dính mỏ neo mọi người thấy ảo không, cái mỏ neo chém rồi ném đúng xa luôn đấy, ừ xa vãi cả nồi ta mọi người ơi. Đấy bở trong này như cái 3-4 thằng này, Kitsune có thứ này, nói chung là nhiều thằng nó xài support lắm mọi người ơi. Đấy nhưng mà support thì mình cũng chả so chả lo ở trong cái hành trình ngày hôm nay mọi người, hành trình ngày hôm nay bất tử ấy, mọi người thấy nó xài cái mỏ neo không, nó quay quay mình đâu có trúng đâu mọi người, đấy trời ơi. Đấy cho nên là bây giờ mình bất tử bất tỉnh luôn ấy, mày qua đấy, ui ui thế nên là đây ba thằng luôn các bạn ạ. Rồi ui 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 rồi, đây đây đây, mình phát hiện mình sẽ bắt lẻ cho mọi người, chứ quýnh thằng này thằng kia rồi bỏ chạy rồi nó mệt lắm mọi người, quýnh thằng này đi, mình sẽ tập trung một thằng trước mình quýnh nha các bạn ơi. Đây ok, tập trung thằng này mà thằng khác lại quýnh mình các bạn. Ơ kìa, chơi thế là không được, chơi thế là ấy à, đâu rồi thằng này yếu mọi người ơi, u không trúng kìa, ấy ơ trúng kìa, ơ ảo vậy, ô tôi phải đá tôi trượt, ai ngờ nó trúng các bạn ơi, vãn cành nồi mọi người ơi. Ôi giời ơi, rồi lao tới rồi, xong ghi ta rồi, bị dính luôn rồi, gót phu mình cái đuổi nè, rồi ok ít nè, rồi trúng luôn, à không trúng hả, không trúng thì bây giờ trúng đây. Rồi ok, ôi thế mà dùng chiêu trúng được kìa mọi người ơi, mình 11 không bao tiên ngon. Ôi giời, tiếp theo là thanh niên sai trái phật này, à nhưng mà sai trái phật này dùng kiếm chém hả, trời ơi bb nó luôn bình thường luôn, còn thắng nữa. Ôi Kitsune, Kitsune bạn ơi, lên nó 2m kìa, từ 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 ôi quýnh thanh niên này cái đã, 22m rồi, 22m đó là cũng canh à, cũng canh à, cũng canh dữ à. Dạ né né cục kia ra mọi người, thôi nó mất bao tiên các bạn ơi. Ấy giời ơi, ấy giời, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ủa đâu rồi, à đây yêu máu mọi người, yêu siêu ok, yếu xỉu, yếu cực luôn đấy, yếu cực luôn, yếu cực luôn. Ôi ôi chơi thôi xong rồi, dùng phân tách các bạn, tôi xong rồi. Ơ ủa ủa ủa, nhưng mà hình như mình vừa phát hiện ra là mình, ủa mình đứng ở trong cái vòng băng mà sao mình không bị kia ta. Ơi ngon, ui bao ti về, ui 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 ui, mình vừa ăn một phát ba thằng luôn nghèo vãi đạn chứ. Ui ôi quá đẹp mắt các bạn à, ui ôi vừa trò lên 22m luôn các bạn, quá đẻ luôn mọi người ơi. Trời ơi, mà cái phe hồi nãy, ủa mà cái phe hồi nãy tại sao mình bị, mình vô trong cái vòng băng mà tại sao mình không bị đóng băng các bạn, có lẽ nào cái trái phở rút đó miệng nhiễm phân tách à, lộn, ừ mình phân tách miệng gì ta, cái trái gì ta, trái băng nó không đánh được cái phân tách các bạn. Wow, phải không, nhưng mà mình nhớ vẫn bị mà, à đâu, vẫn bị nha các bạn, vẫn bị nha mọi người, chẳng qua hình như là nó bị cái gì á, cho nên mình không trúng các bạn ơi, vẫn bị dính này, mình thấy là vẫn bị dính này đấy. Ôi trời ơi, ok mình ăn thanh niên này nữa cái nha, rồi mình sẽ gọi là sao, gọi là sao à, mà hình như là ở đầu video mình có nói là
bạn mua cái Zoro đâu, từ từ đỡ mình anh thanh niên này cái mình sẽ cho mọi người trả câu hỏi để trả lời câu hỏi để nhận được cái Zoro nhá. À, yêu máu kìa, rồi đi luôn. Đi luôn. Ủa chưa đi hả? Ok rồi. Ơ, này mày bye bye mọi người ơi. Và ở đầu video thì mình có một cái câu hỏi để cho mọi người trả lời nhận được cây kiếm Zoro mọi người. Ok thì câu hỏi như sau nha mọi người. Thì mình đã kêu bao nhiêu mạng bằng cái trái phân tách? Đấy, nhớ là kêu bằng phân tách nha, chứ không phải kêu bằng mỏ neo hay là gót hùng mình hay là xong cái ta nha. Nhớ là kêu bằng phân tách đấy. Ok nha. Rồi bao nhiêu mạng thì mọi người bình luận phía dưới mình. Với lại các bạn cũng đừng quên nhớ thê ghi thêm tên game nha. Thì mình mới gọi là mới kết bạn cũng như là mới tặng mọi người cây kiếm Zoro được nha các bạn ơi. Ok mọi người, và hiện tại là mình đã lên được 22M trong hành trình ngày hôm nay rồi. Và chắc bây giờ thì mình phải dừng hành trình ngày hôm nay và hẹn mọi người vào hành trình ngày tiếp theo nhé mọi người ơi. Bye bye mọi người.